Bây giờ mình sẽ thắt chiếc thuyền nha. Ăn đồ sống nhìn ngon nhở? Hả? Ăn đồ sống nhìn ngon gì? Gì? Ăn đồ sống nhìn ngon. Mày đồ người ta đồ tươi đồ. Kiếm cái hồn nó hồn, lấy cái chén cũng hồn ăn xúc ăn đi. Lần đầu tiên thấy cái bài quần bài đưa mình ăn. con nhỏ kia comment vô cái bài viết của bà Giang ơi á, bình luận kia nè: chị ơi, cái phòng khách nhà chị không có tivi, để là phòng khách là phải có tivi chứ tại sao lại không có tivi. Tôi kêu vô gì họ đâu có xin chồng, đâu có xin vô phòng khách nhà em là phải có tivi đâu, còn nhà chị muốn để gì chị để vô gì tao không xin gì mà tao mua chi mày. Quỷ khùng. Giờ tham thích TV xem.
Rồi bye bye mọi người nha.